Trận Bình Giả là trận đánh xảy ra vào cuối tháng 12 năm 1964 trong chiến tranh Việt Nam tại làng Bình Giả, tỉnh Phước Tuy giữa quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân Cộng sản Bắc Việt. Bình Giả tọa lạc hai bên trục lộ trải đá trên một địa hình cao với rào tre bao quanh. Trục lộ giao thông chính của Bình Giả là liên tỉnh lộ 7 nối liền giữa hai tỉnh Bà Rịa và Long Khánh. Đa số đồng bào định cư tại đây đã chéo chân từ Thanh Hóa và Nghệ An di cư năm 1954. Khi bắt đầu định cư, dân số làng Bình Giả độ khoảng 2.000 người. Đến năm 1964, dân số của làng Bình Giả lên đến khoảng 6.000 người. Làng Bình Giả thuộc chi khu Đức Thạnh, cách tỉnh lỵ Phước Tuy khoảng 18 cây số, cách Sài Gòn khoảng 67 cây số về phía đông theo đường chim bay. Ngôi làng nhỏ này chỉ có hai trung đội địa phương quân phòng thủ. Người dân Bình Giả rất ngoan đạo dưới sự lãnh đạo của một cha xứ. Khi quốc sách ấp chiến lược ra đời, làng Bình Giả được tổ chức thành một ngôi làng kiểu mẫu. Những lũy tre xanh nhanh chóng mọc lên quanh làng. Dân làng được cha xứ tổ chức thành đội ngũ, được trang bị vũ khí đến cấp trung đội. Những trạm canh quanh làng được tăng cường với hệ thống mìn bẫy, sáng tháo, tối gai. Khi trận Bình Giả xảy ra, người Bình Giả với hai bàn tay không đã tham gia chiến đấu sát cánh với lực lượng bạn khi hành quân tại chiếm làng. Khi Cộng sản tấn công làng, dân chúng ẩn nấp trong hầm kín đáo, theo dõi và báo cáo về quận mọi lực lượng của địch, che giấu thương binh, và khi đơn vị tái chiếm làng, cả làng mang thực phẩm và nước uống ra tiếp đón quỷ lạo. Làng Bình Giả cũng là nơi địch quân lựa chọn để bắt đầu leo thang chiến tranh từ du kích chiến lên trận địa chiến. Cộng sản đã áp dụng chiến thuật công đồn đả viện, đánh chiếm làng Bình Giả bằng lực lượng địa phương để nhử đánh các đơn vị tiếp viện. Bình Giả được chọn làm mục tiêu vì Bình Giả ở cách xa quận, chi khu và chỉ được bảo vệ bởi hai trung đội bảo an. Lực lượng địa phương sau này cải tên thành địa phương quân. Lực lượng Cộng sản Bắc Việt. Cộng sản đã tung vào chiến trường hai trung đoàn chính quy, Q761 và Q762, được tăng cường trung đoàn 80 pháo binh miền cùng với hai tiểu đoàn 500 và 800 chủ lực quân khu miền Đông, tiểu đoàn 186 của quân khu 6, đại đội D445 và các đơn vị du kích huyện và xã tỉnh Bà Rịa. Lực lượng tham dự tổng cộng lên đến 7.000 tên, được đặt dưới sự chỉ huy của Trần Đình Xu và chính quỹ Lê Văn Tưởng. Lực lượng Việt Nam Cộng Hòa. Hai trung đội bảo an trấn giữ Bình Giả, chi đoàn 3 thiết vận xa, chi đoàn M24 thiết giáp, các tiểu đoàn 30, tiểu đoàn 33 và tiểu đoàn 38 biệt động quân, tiểu đoàn 4 thiết quân lực chiến, tiểu đoàn 1, 3 và 7 nhai chu. Diễn tiến trận đánh. Vào đầu tháng 12 năm 1964, các hoạt động du kích Cộng sản gia tăng gấp bội tại quanh vùng Bình Giả, trong khi các đại đơn vị của chúng từ chiến khu D di chuyển tập trung tại khu rừng phía Bắc, chi khu Đức Thạnh. Làng Bình Giả hầu như bị địch quấy phá thường xuyên để thăm dò các vị trí bố phòng của làng. Rạng sáng ngày 3 tháng 12 năm 1964, để chào đón ngày kỷ niệm 4 năm thành lập mặt trận giải phóng miền Nam, đại đội D445 thuộc lực lượng địa phương tỉnh Bà Rịa tấn công ấp chiến lược Bình Giả. Đồng lúc đó, tiểu đoàn 1 trung đoàn Q761 bao vây và pháo kích chi khu Đức Thạnh. Hai ngày sau, ngày 4 tháng 12 năm 1964, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 cho trực tăng vận tiểu đoàn 30 biệt động quân xuống trận địa tại một địa điểm phía tây nam chi khu, để từ đây mở cuộc hành quân giải tỏa Bình Giả. Cuộc đụng độ khá ác liệt, quân Cộng sản yếu thế nên đã rút lui. Việt Cộng bỏ lại trận địa 32 xác chết. Ngày 8 tháng 12, đại đội 445 cùng với một đại đội thuộc trung đoàn Q761 tấn công làng Bình Giả lần thứ nhì. Trong lúc đó, tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn Q761 và tiểu đoàn 5 thuộc trung đoàn Q762 đánh chi khu Đất Đỏ. Các đơn vị thuộc đoàn 80 pháo binh pháo kích hai chi khu Đức Thạnh, Xuyên Mộc và trung tâm huấn luyện Phan Thiết,
để cầm chân yểm trợ cho các cuộc tấn công trên. Tuy nhiên, quân Cộng sản đã bị đẩy lui. Các cuộc pháo kích của địch không gây thiệt hại nào đáng kể. Ngày 9 tháng 12, chi đoàn 3 thuộc trung đoàn 1 thiết giáp được lệnh mở cuộc hành quân giải tỏa liên tỉnh lộ 7. 4 ngày sau, 13 tháng 12, trên đường hành quân trở về, chi đoàn 3 lọc vào ổ phục kích của trung đoàn Q762 tại Bình Ba trên trục lộ Phước Tuy - Hàm Tân, cách sông Cầu khoảng 600 thước. Có đến 14 chiếc M113, hơn phân nửa tiết vận xa của chi đoàn bị phá hủy và đại quý Ngọc, chi đoàn trưởng bị tử thương. Ngày 14 tháng 12, một ngày sau khi chi đoàn 3 kỵ binh bị phục kích, tiểu đoàn 4 thi quân lục chiến được trực thăng vận xuống Bì Làng phía tây Bạch Giả để giải tỏa áp lực địch và giải vây cho phần còn lại của chi đoàn 3 thiết kỵ còn đang cố thủ tại nơi bị phục kích. Khi tiểu đoàn 4 thi quân lục chiến bắt tay được với chi đoàn 3 thiết kỵ thì địch quân đã rút lui. Trận địa chỉ còn lại sát người và sát các thiết vận xa M113 bị phá hủy trong rừng cao su bỏ hoang. Việt Cộng đã tháo cỡ, thu nhặt hết vũ khí, luôn cả quân trang trên người đã chết, chúng cũng không từ. Tiểu đoàn 4 thi quân lục chiến bố trí yểm trợ cho chi đoàn 3 thiết kỵ thu dọn chiến trường và rút ra khỏi trận địa. Tiểu đoàn 4 thi quân lục chiến tiếp tục hành quân tiến về phía Trường Sát, giải tỏa áp lực địch dọc theo quốc lộ 15 từ Phước Tuy đến quận Long Thành. Không có hoạt động nào đáng kể của địch quân được ghi nhận. Ngày 16 tháng 12 năm 1964, tiểu đoàn 4 thi quân lục chiến di chuyển bằng xe GMC về Chỉ An và hàng ngày ứng chiến cho quân đoàn 3 tại phi trường Biên Hòa. Những ngày sau trận Bình Ba, không có một dấu hiệu nào cho thấy sự xuất hiện của địch trong vùng. Các đơn vị tham chiến của địch đã rút sâu vào rừng gần bãi biển Hàm Tân để tiếp nhận vũ khí đạn dược từ một chiếc tàu từ miền Bắc vào, cập bến tại Lộc An vào ngày 22 tháng 12 năm 1964, mang theo 44 tấn vũ khí gồm súng trường CKC, tiểu liên AK-47, K-50, thượng liên APD và súng chống chiến xa B-40. Số vũ khí này được trang bị ngay cho các cán binh Việt Cộng đang tham chiến. Khuya ngày 28 tháng 12, đại đội D-445 cùng với đại đội 2 thuộc tiểu đoàn 1 trung đoàn Q761 trở lại tấn công Bạch Giả lần thứ 3, đồng thời dùng đại bác 75 ly không giật trước xã vào chi khu Đức Thạnh. Ngôi làng nhỏ Bạch Giả này chỉ có hai trung đội địa phương quân trấn giữ, chỉ sau một vài giờ giao tranh đã bị thất thủ. Sau khi chiếm xong làng, địch quân tăng viện thêm quân số để cố thủ. Sáng ngày hôm sau, 29 tháng 12, tiểu đoàn 38 biệt độc quân được trực thăng vận xuống trạng trống phía tây nam chi khu Đức Thạnh để tái chiếm Bình Giả. Tiểu đoàn 38 biệt độc quân chia làm 3 mũi tiến quân vào Bình Giả, nhưng cả 3 mũi đều chạm súng nặng. Việt Cộng đã bố trí trận địa, đào sẵn các công sự kiên cố chờ đánh viện binh trực thăng vận ở các bãi đáp quanh làng, phục kích tiểu đoàn 38 biệt độc quân ngay khi vừa chạm chân xuống đất. Tiểu đoàn này đã anh dũng chống trả mãnh liệt nhưng vẫn bị thiệt hại nặng. Tiểu đoàn trưởng và một đại đội trưởng bị tử thương. Hơn 100 chiến binh còn sống sót đã kéo vào tử thủ ở ngôi nhà thờ chính trong làng. Trước tình hình nghiêm trọng, ngày hôm sau, quân đoàn 3 lại cho trực thăng vận tiểu đoàn 30 biệt động quân xuống phía tây nam làng Bình Giả để tiếp cứu quân bạn. Cuộc đổ quân không gặp sự kháng cự nào của địch quân. Nhưng tiểu đoàn này bị cầm chân ngay khi bắt đầu tiến vào làng. Và suốt ngày hôm đó, tiểu đoàn 30 vẫn không thể tiến lên được để bắt tay với tiểu đoàn 38 biệt độc quân đang cố thủ cách bị làng độ khoảng 300 thước. Trong khi đó, nhờ sự che chở tích cực của dân làng, hơn 100 tay súng tiểu đoàn 38 biệt động quân vẫn giữ vững được vị trí, dù tất cả đều mang thương tích trên người. Sáng ngày 30 tháng 12, tiểu đoàn 4 thi quân lục chiến được trực tăng vận xuống phía đông nam ấp La Vân để tăng cường cho lực lượng đã có sẵn tại đây chiếm lại Bạch Giả. Quân số khiên dụng của tiểu đoàn 4 thi quân lục chiến khoảng 550 người.
Sau đó, Thế quân Lục Chiến bắt tay được với cánh quân của hai tiểu đoàn 30 và 38 biệt động quân, đẩy lùi quân Cộng sản về phía đông. Đêm đến, quân Cộng sản trở lại tấn công Lạc Bạch Giá, nhưng đã bị đẩy lui sau gần một giờ giao tranh. Tuy nhiên, trong khi yểm trợ cho quân bạn, một trực thăng của Mỹ đã bị bắn rơi trong đồn điền cao su Quảng Châu, cách Lạc Bạch Giá khoảng 4 cây số. Phi hành đoàn 4 người đều bị tử thương. Ngày 31 tháng 12 năm 1964, tiểu đoàn 4 Thủy quân Lục Chiến được lệnh đưa quân vào đồn điền cao su Quảng Châu để tìm kiếm trực thăng bị nạn đêm qua. Khi tiến đến đồn điền cao su cách Lạc Bạch Giá 2 km về hướng đông, đại đội 2 của Trung Quý Tùng báo cáo đã thấy chiếc trực thăng rớt đêm qua và sát phi hành đoàn. Đại đội 2 mở rộng đội hình lục soát và cắm phá ra nhiều cò mã mới chôn, nhưng thật ra là các vị trí động thổ phục kích của địch. Ngay lúc đó, quân Việt Cộng đại đội 1 tràn lên tấn công và phải đánh. Đại đội 2 siết chặt đội hình chống trả mãnh liệt, chặn đứng nhiều đợt xung phong của địch. Sau khi bị thiệt hại mất một trung đội, Việt Cộng bị đẩy lui. Được tin chạm địch, tiểu đoàn trưởng điều động tiểu đoàn từ Lạc Bạch Giá đến tiếp cứu. Khi tiểu đoàn đến thì Việt Cộng đã rút lui. Khoảng nửa giờ sau, một trực thăng tản thương và hai trực thăng võ trang đến. Trực thăng tản thương đáp xuống nhận xác phi hành đoàn, nhưng từ chối chuyên chở 12 xác thủy quân Lục Chiến, bất chấp sự phản đối của các sĩ quan cố vấn Mỹ của đơn vị. Mãi đến 16 giờ, không có trực thăng tản thương, nên tiểu đoàn trưởng quyết định di chuyển xác theo đường bộ về Lạc Bạch Giá. Tiểu đoàn vừa thu quân chuyển sang đội hình chi hành thì địch quân xuất hiện khắp bốn phía, ná súng không giật, súng cối tấn công tới tấp vào vị trí đơn vị này, và sau đó chúng dùng chiến thuật biển người tấn công khi vừa dứt đợt pháo kích. Tiểu đoàn 4 thì quân Lục Chiến chống trả dữ dội và chặn đứng nhiều đợt xung phong. Khoảng nửa giờ sau khi chạm súng, thiếu tá Nguyễn Văn Nho, tiểu đoàn trưởng bị tử thương và tiểu đoàn phó Đại quý Hoán bị thương nặng. Trung quý Trần Ngọc Toàn, trung đội trưởng trung đội 1, nắm quyền chỉ huy điều động tiểu đoàn, cố thủ trên ngọn đồi giữa rừng cao su Quảng Châu. Tại đây, tiểu đoàn đã chặn đứng thêm nhiều đợt xung phong và gây thiệt hại nặng cho Việt Cộng. Trận đánh khốc liệt tiếp tục cho đến khi trời sụp tối. Trung quý Trần Ngọc Toàn bị thương ở chân, đã cùng các quân nhân còn sống sót của hai đại đội 1 và 3 mở đường máu xông phá vòng vây chạy thoát về đến Bình Giã. Tối đến, phi cơ lên vùng thả hỏa châu soi sáng trận địa. Dưới ánh sáng hỏa châu, Trung quý Nguyễn Đăng Tống, đại đội trưởng đại đội 4 hướng dẫn các quân nhân còn tản lạc tìm đường trở về Bình Giã. Quân Cộng sản cũng rút lui ra khỏi trận địa và dùng xe bò chuyên chở xác các căn binh tử thương về hướng Trường Lã và Xuyên Mộc. Đại tướng Nguyễn Khánh chỉ định đại tá Lâm Quang Thơ, đang là chỉ huy trưởng trường thiết giáp, làm chỉ huy trưởng chiến đoàn 5, mở cuộc hành quân Hùng Vương 2 để tạo thành vùng Bình Giã. Sáng ngày 1 tháng 1 năm 1965, nhiều đơn vị quân đội được vận chuyển tới để tiếp viện cho mặt trận Bình Giã. Ngày 3 tháng 1 năm 1965, Bộ Tư lệnh Tiền phương của Chiến đoàn 5 cùng Chiến đoàn Thiết kỵ gồm 15 chiến xa M24 cùng với Tiểu đoàn 35 biệt động quân Tùng Thiết di chuyển từ Bà Rịa lên Đức Thành, đã lọt vào phục kích của Trung đoàn Q-762 trên liên tỉnh Lộ 7. Lực lượng hành quân bị thiệt hại nặng, hầu hết sĩ quan của Bộ Tư lệnh Tiền phương đều bị tử trận. Ngay sau đó, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 trực thăng vận 2 tiểu đoàn 1 và 3 nhảy dù xuống phía đông Bạch Giả mở cuộc hành quân truy kích, và tiểu đoàn 7 nhảy dù mở đường từ Phước Lễ đến Ba Bình thu nhặt những xác binh sĩ tử trận từ hai đơn vị thiết giáp và biệt động quân, nhưng không có cuộc giao tranh nào xảy ra. Quân Cộng sản ra rút lui. Sau đó, tiểu đoàn 3 nhảy dù được trực thăng vận thẳng vào mặt khu Hắc Dịch để càn quét. Cuộc hành quân không có đụng độ lớn vì địch quân lẩn tránh. Các tiểu đoàn dù khám phá được nhiều kho lương thực, vũ khí, đạn dược của Việt Cộng. Tổng kết trận đánh Bình Giã. Phía Việt Nam Cộng Hòa tổng cộng có 201 quân nhân thiệt mạng,
trong đó có 5 cố vấn Mỹ, 192 người bị thương, trong đó có 8 người Mỹ, và 68 người mất tích, trong đó có 3 người Mỹ. Thiệt hại của tiểu đoàn 4 thiên quân lục chiến bao gồm 112 tử trận, 71 bị thương, 22 sĩ quan của tiểu đoàn đã tử trận, kể cả tiểu đoàn trưởng. Về phía Việt Cộng, theo lời xác nhận của một sĩ quan cao cấp Cộng sản, thì sự thiệt hại của họ trên 1.000 nhân mạng, gồm cả chủ lực, du kích và dân công. Sự thất bại về quân sự của Trần Bình Giả đã ảnh hưởng rất lớn đến chính sách sử dụng quân đội Mỹ để thay thế quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong đường lối chỉ đạo chiến tranh Lung và Diệp Định.